đã giết luôn lạc đà. Ở ngoài đường chắc là hỗn loạn lắm, kêu gà rừng phải cẩn thận nha. Tôi sợ đã bị người ta theo dõi, cho nên kêu nó đừng xuất hiện gần đây. Tôi mày cũng vậy. Cảnh sát đây, đứng yên, dẫn về sở. Dù sao tụi mình quen biết nhau mà, cần chỉ phải công tôi chứ. Cảnh sát chúng tôi làm việc đều có chứng cứ đầy đủ. Chúng tôi nghi ngờ anh có liên quan tới một vụ án đã thương rất trầm trọng, mời anh về để hỏi cùng. Đã thương nghiêm trọng gì đây? Anh cũng ngon thiệt, lạc đà của Đông Tinh mà cũng dám đụng tới. Vụ án của lạc đà anh cũng tìm ra, quả nhiên lợi hại. Nhân viên chúng tôi lượm được điện thoại cầm tay hiện trường, trên đó có dấu chỉ tay của anh. Anh ngu không à? Anh có coi tin tức không vậy? Cái vụ Huỳnh Dục Dừng bị người ta đập đầu, đều có sao, đều có ai tố cáo chứ? Anh có biết lạc đà bị chết tại bệnh viện hay không? Nói trời hả, đập hắn vài cái thôi vậy cũng bị chết. Đi đi, anh đừng có vu oan cho tôi nữa nha. Vô phòng đi. Tôi chỉ đập anh vài cái thôi. Vô đi rồi nói chuyện. Quầy, lạc đà chết thiệt hả? Anh không phải là đổ tội tôi chứ? Gà rừng, anh đừng tưởng cảnh sát chúng tôi là ngu. Chúng tôi bắt anh về là muốn cho họ biết, vì cái chết của lạc đà chúng tôi còn đang điều tra, và người đáng nghi là hai thằng em út của tụi nó, tức là thằng Họa và thằng Tiếu Diệu Hổ. Tôi nói cho anh biết, tổ trọng án về hình cảnh quốc tế đã hợp tác theo dõi bọn họ lâu rồi. Anh rất giống đội đặc công chuyên nghiệp đó. Tại sao tụi nó lại bất chấp thủ đoạn để chiếm thùng lầu quánh vậy? Vì tiện lợi cho tụi nó buôn ma túy. Chúng tôi nghi ngờ nó có liên lạc với bên Hòa Lan. Anh nói tôi cả buổi, muốn tôi làm tay trong cho anh hả? Phải, tôi muốn anh hợp tác. Cảnh sát và luôn anh hợp tác thì có ý nghĩa, nhưng mà không thể được. Anh nghe băng ghi âm đi. Đại ca Trần Hậu Nam của anh sẽ được trả lại thanh bạch. Nhỏ đi. Bắt nó. Đứng lại, đứng lại, đứng lại, chạy nó, chạy đi, chạy nó lại, chạy nó, 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 chạy n
Quỷ cái nè. Chặt đầu nó. Quỷ cái. Quỷ cái. Chạy nó. Hãm mày cho coi. Phanh đây nó nè. Lại nhỏ. Phanh đây nó. Lại. Mục sư, mục sư. Chuyện gì? Con gái ông bị chém. Hả? Ở đâu? Ở bệnh. Đi mau. Đứng lại. 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 Đứng yên, người nào nhúc nhích sẽ chết. Đứng yên, đứng yên. Hào Nam à, đứng dậy đi. Rút lui mau, có tôi đây. Một sự đó hả, tránh ra, nếu như không chém đúng không đó. Anh nói cái gì hả? Nói gì không được sao hả? Anh nghĩ cho kỹ đi, đây là địa bàn của tôi đó, có ai có lợi hơn. Tất cả những người ở đây lân cận với tôi đã hơn 20 năm rồi. Nếu như kêu tất cả bọn họ tình chúa, chưa chắc gì họ tin hết đâu. Nhưng mà kêu họ đánh lộn hả? Coi họ có đánh không? Đánh! Mục sư à, tôi rất là tin đồng. Bởi vì tôi biết tôi sẽ đi kiếm ông nói chuyện sao. Ok. Muốn lấy lại chút thể diện á thì lập tức cút mau đi. Thôi được, rút. Mọi người không tin anh, nhưng mà đại phi tôi tin. Con người trung thực như anh làm sao mà giết anh xin chứ. Đi đi. Anh giải thích thế nào? Nói tóm lại mặc kệ tụi nó, tôi tin anh. Cảm ơn. Nè, tụi mình tiếp tục đi kiếm bác Hạo Nam. Dạ, dạ đại ca. Nam, em nhớ lại rồi, anh cứ cứu em mau Nam. Anh Nam cứ cứu em với. Bạn gái của mày truyền nhiễm bệnh cà lâm cho tao rồi. Trần Hồng Nam, mày cố gắng tới một mình đi, tao ở đây chờ mày. Thầy cha, tụi thanh niên bây giờ hay nói đến một mình là đến một mình là ngon thiệt ha. Đi. Cô nhỏ đâu? Coi bộ mày rất thương con nhỏ này. Yên tâm đi, tao tắm rửa sạch sẽ cho nó để chờ mày. Đau lòng hả? Nhỏ như vậy thì rất là dễ à. Là đàn ông thả cô ra rồi sẽ nói. Cái gì? Dọa tao hả? Muốn dọa thì ra tay đi. Tao muốn giò tròn á thì tròn, muốn dẹp á thì dẹp. Anh Hổ, hồi tối thì anh sướng rồi. Tối nay á tới phiên anh rồi. Tôi đi, tôi mệt rồi. Để các vấn đề của mình xem thử. Đập chứ ba bây giờ. Đứng im. Trung lùa hoành à. Người phụ trách hả? Nếu là đàn ông thả cô ra. Tại sao mày nói vậy? Hỏi con nhỏ của mày đi, tao có phải đàn ông hay không? Anh Nam, em nhớ lại rồi. Cô không sao rồi hả? Hùng gái coi. Đồ cố nạn. Trần Hậu Nam, tao cho mày biết, bữa nay là ngày tận số của mày và Hồng Hưng. Sau này quán chảy là thế giới của con quả Đông Tinh Tàu, biết chưa mày? Con nhỏ này mày thương nó lắm hả? Tao bắt nó nhìn coi mày chết kiểu nào đây. Anh Hổ, giải quyết nó. Biết rồi. Đừng. Em nhỏ. Em nhỏ. Em nhỏ.
Em nhỏ, em nhỏ, nằm yên đây, nằm yên, nằm yên. Em nhỏ, em nhỏ, em nhỏ, em nhỏ, em nhỏ. Thế nào? Cầm về trái lưu đạn. Mày tưởng hù được tao hả? Bắn đi. Mày ném đi. Tao là lưu đạn sẽ chết hay sao? Ném đi. Ném đi. Ném đi. Anh quả, đừng nhúc nhích. Nếu không chết cả đám đó. Cho tụi nó đi đi. Tụi mình ra ngoài kiếm bằng chỉ là muốn kiếm tiền thôi. Mày tới trước người hả? Thì trước đi. Hào Nam, Hào Nam, anh tỉnh dậy có được không hả? Hào Nam, đi về. Đã làm chủ đảng thì phải biết có ngày này. Đi về mau.